với dân số khoảng 1,2 triệu người, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai là đơn vị cấp huyện có số dân lớn nhất cả nước. Đây còn là địa phương tập trung số lượng lớn công nhân lao động của Đồng Nai. Do đó, nhu cầu vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa của người dân là rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, thời gian qua thành phố đã liên tục mở rộng các không gian văn hóa công cộng. Và hiện tại thành phố tiếp tục có kế hoạch khai thác thêm một số không gian khác để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí. Thưa quý vị và các bạn, khu vực quảng trường tỉnh hiện nay có 3 đơn vị đang hoạt động, đó là Trung tâm Hội nghị tổ chức sự kiện tỉnh, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Đồng Nai. Hiện tại thì khu vực quảng trường tỉnh này đang được bao bọc bởi hàng rào của Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh. Mới đây thì Sở Xây dựng đã có đề xuất kiến nghị là tháo gỡ hàng rào này để tạo không gian mở, thu hút đông đảo hơn những người dân đến đây tham gia sinh hoạt văn hóa. Mới đây, tại cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa với các đơn vị liên quan về giải pháp khai thác công viên quảng trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và các đơn vị liên quan đều đồng tình với đề xuất nên tháo bỏ tường rào tại khu vực này. Đây là xu thế chung của các công viên quảng trường lớn trên cả nước nhằm tạo không gian thông thoáng và dễ tiếp cận cho người dân. Hiện tại, khu vực quảng trường tỉnh mở cửa đều đặn phục vụ người dân, chỉ đóng cửa vào lúc 23 giờ đến 4 giờ sáng hàng ngày, hoặc thời điểm tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh và một số hoạt động thương mại có thu phí vào cửa. Tháo dỡ cái tường rào của cái quảng trường, cái công viên quảng trường tỉnh cũng là một cái không gian văn hóa công cộng để cho người dân có thể tiếp cận gần gũi hơn với cái không gian văn hóa, công viên công cộng, vui chơi giải trí, tập luyện thể dục thể thao và trong cái buổi trao đổi cũng đưa ra nhiều cái giải pháp trong cái công tác quản lý cái công viên tại cái quảng trường tỉnh. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã trao đổi và đã có cái văn bản kiến nghị đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngoài quảng trường tỉnh, thành phố Biên Hòa cũng đang triển khai mở rộng thêm không gian tại khu di tích thành cổ Biên Hòa. Đây là di tích có không gian rộng lên đến hơn 18 hectare. Hiện thành phố đã có kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh mở rộng khu vực mặt tiền di tích, đồng thời giải phóng mặt bằng một số hạng mục không phải ngoài di tích. Ngoài ra, thành phố Biên Hòa đã chỉ đạo cho các phòng ban liên quan tiếp tục giải phóng mặt bằng các diện tích quanh thành cổ, tạo không gian thông thoáng, xây dựng công viên với nhiều hoạt động văn hóa gắn liền với thành cổ Biên Hòa. Nói chung là bây giờ nếu mà mở rộng bây giờ cái phía trước này mà dọn dẹp lại để làm cho cái thành cổ này nó khang trang sạch đẹp hơn nữa, thì tôi thấy nó là điều đáng quý, bởi vì nó tạo cái không gian hay hơn, mà người ta tới người ta chụp hình quay phim người ta thấy nó cũng sạch đẹp, mình thấy cũng hay. Đây cũng là một cái điểm có thể là người dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các em học sinh thanh thiếu niên có thể tới tham quan thành cổ, biết được những cái giá trị về di tích lịch sử, cũng như là một cái công viên xanh sạch đẹp, là một cái công viên công cộng cho người dân trên địa bàn của thành phố Biên Hòa. Ngoài di tích thành cổ Biên Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giao cho Trung tâm Văn hóa thành phố tiến hành khảo sát mặt bằng tại không gian các di tích khác trên địa bàn để tiếp tục kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố mở rộng không gian, tổ chức thêm nhiều không gian văn hóa công cộng, tạo nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.